Ok, là tin xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tình tổ quốc. Hôm nay thuộc đến một clip gồm một lô cần công người. Thì lô cần này đa phần sẽ là những cái cần một khúc nè, cần cắm gốc, chuyên về cho anh em câu vít và anh em câu lô. Nó có những cây cần máy ngang đấy mọi người. Thì có những cây như Shimano Ocean Jigger nè, nó cây hot nè, mấy cây tem reel. Rồi để xếp lên cụ thể từng cây cho người xem. Sắp bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip ship lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Ok, chào mọi người. Gửi cho mọi người xem cây thứ nhất. Đó. Thì đây một cây cần của hãng Shimano, một cây Ocean Jigger. Đây mọi người, nó đóng cây tên cần lên cây cần mớp luôn. Đó. Thì cây này rất là xịn nha mọi người. Đó. Đây. Bát Pussy Oxygen cần thì tổng thể ngoại hình thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó gây tầm khoảng 93-95%. Đó. Thì đây một cây cần của Nhật sản xuất người Manchepen. Đó. Dòng cần này của Nhật sản xuất thì rất là ít đây. Đó. Đa phần sẽ là Indo hoặc là China, đa phần là Indo nhiều. Đó. Thì ở đây shop lấy được một cây của Nhật sản xuất. Thì cây này nó dài là 1m88, đọt 2.7 ly, nặng là 182 gram. Thì cái này nó lua từ 90 đến 200 gram nha người. Cái này dích từ 90 đến 200 gram, lại be từ be số 1.5 đến số 4 nha mọi người. Đó. Để soi coi cho người xem. Đó. Càng rất là mới đây. Đó. Cái này fan của nó sẽ là fan Fuji Titan nha mọi người. Đây, đây nha. Dập chữ Titan ở đây cho mọi người nè. Đó. Keo chỉ fan thì nguyên zin hết luôn. Đó. Cây cần rất là xịn. Đây. Fan này như vậy. Đây. Cần rất là mới nha mọi người. Đây. Rồi kỹ đây, bu của nó đây. Đó. Rất là ok. Ngoại hình nó rất là sáng nha. Phôi của mấy cây hàng của Nhật này thì khỏi cần phải bàn. Đó, một cây Ocean Jigger hàng của Nhật. Hàng này thì về hàng của Nhật thì rất là hiếm rồi. Đó. Cái này về cho anh em câu vít biển, câu hàng nặng nhé. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 5 triệu mọi người, 5 triệu cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 gửi cho mọi người là một cây cần của thương hiệu là Hot. Đó. Thì cái này nó sẽ còn tối với mọi người. Đây, một cây Hot. Đây, cản này thì sẽ bị xước cái này một tí nè. Đó. Cái này do cái đây, xước cái này một tí thôi. Đó. Tất cả còn lại ok cho mọi người. Đó. Thì cây này một cây cần Hot, sổ bộ fan là fan Fuji, Fuji Sit, bát là bát Fuji tem hoàng. Mọi người tên của nó đây. Đây. Một cây Hot, cái này nó dài là 1m89 người, dài 1m89, nặng là 245 gram, đọt là 2.8 ly. Và cái này nó dích mát là 230 gram nha người, dích mát là 230 gram, tải be từ be số 3 đến be số 6. Và cái này nó là một cây hàng của Nhật luôn nha mọi người, đây Mercedes-Benz nhé. Đó, một cây dích biển cũng thuộc dạng hàng nặng cho anh em. Thì cái này thì ngoại hình nó còn rất ok nha người, hàng ngoại hình còn rất là đẹp. Đây, fan là fan sheet nha người, fan sheet. Đó. Rồi đây, rồi thì sẵn găng gốc này, có bàn, đây, keo chỉ ok nha người, còn rất là xịn nhá. Đây, thôi thì chuẩn chỉ, không xước sát gì hết, chỉ có cái gốc hồi nãy thì nó bị xước một tí thôi, mình có quay kỹ cho anh em xem, bù ra đây, bù dần bù trống sẵn nha, thôi chuẩn chỉ nha người, càng còn rất là đẹp. Đó. Cái Hot này thì thương hiệu nội địa Nhật rồi, chắc nó tiếng rồi. Đó. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 3.2 triệu nha mọi người, 3.2 triệu cây số 2. Tiếp theo gửi những người là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 lên cho tiếp người quẳng một cây cần một khúc nhá. Đó, thì cây này thì chuyên về câu lô nhiều hơn. Rồi, cái bát từ cái bát đến góc nó gây tập khoảng gan tay thôi nhanh em. Đó, câu lô thôi anh em, câu ngâm, câu trên bè, trên thuyền nhé.
Thì cây này là một cây cần của hãng Tamriel. Đây, một cây Tamriel, vẫn là một cây hàng của nội địa Nhật nhé. Đây, Merajit gì tem gì nè mọi người. Đó, cây này là 100% carbon nè mọi người. Đây. Thì cây này vẫn là học cây hàng của Nhật. Đây, đó đây, một cây hàng một khúc. Thì cây này nặng là 177. Còn cây này dài là 1m77 nha mọi người. Dài 1m77, nặng là 169g. Và nó đọt của nó sẽ là đọt 2 ly 2 nhé. Đây, bồi rất là chắc nha mọi người. Đó. Thì cây này nó lúa thì thông số lô của nó thì nó lô từ 24.5g đến 56g. Lai từ 10 đến 16 lb. Đó. Phôi thì chuẩn chỉ rồi. Đó, phôi chuẩn chỉ. Ngoại hình thì tương đối sạch và đẹp. Cây này theo đánh giá cảm quan cá nhân ra tầm khoảng 93% thôi nha mọi người. 93% thôi. Phần xít hết nha nè. Đó. Trứng keo ok nhé. Đây. Tất cả đi là phần xít. Cần thì cái này độ nảy tương đối cao nhé. Một khúc, mấy cây một khúc này đánh rất ổn định luôn nha anh nè. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 1.500.000 nha mọi người. 1.500k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 vẫn gửi cho mọi người vẫn là một cây cần của hàng Tamriel. Đó. Cây này một cây dùng siêu lướt luôn. Cây này còn túi theo kèm nha mọi người. Và cây này một cây hàng vẫn là một cây hàng của Nhật nhé. Mercedes-Benz. Bát của nó sẽ là bát Fuji. Đó, tem vàng. Thì cây này một cây cần máy ngang nha anh em. Đó, nói rõ cho anh em là cây này một cây cần máy ngang. Thì cây này nó dài sẽ là dài là 1m8 nha anh em. Dài 1m8. Nặng sẽ là 260g, đọt sẽ là 2 ly 4. Em mọi người, hàng xe ben nhé. Và thông số dít của nó thì cây này nó dít từ 58g đến 112g nha mọi người. Dít từ 58g đến 112g. Line của nó từ 10 đến 20 lb. Đó. Đây, một cây dùng siêu lướt luôn, hàng Tamriel, hàng rất là xịn sò của Nhật nha anh em. Carbon sẵn. Phen Fuji, phen bóm và phen xít nhé. Chân đen, hồi rất là đẹp. Đây, phen nguyên zin luôn, keo chỉ nguyên zin hết. Đó. Đây là một cây cần siêu lướt nha anh em. Siêu lướt. Còn rất là mới nhé. Đây, bù của nó đây mọi người. Sẵn gần gút luôn. Cái này chị anh em dít biển thả ra. Rất là đẹp. Sạch sẽ nhé. Một cây dít. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 1.500.000 nha mọi người, 1.500k cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho mọi người vẫn một cây cần cắm gốc nha mọi người, một cây cắm gốc. Thì cây này một cây hàng của hãng Zenith. Đây, một cây hàng vẫn là hàng nội địa nha anh em. Tên nó đây anh em. Đây. Zenith nhá. Cây này thì rất là đẹp. Đây, G Sepen. Đó. Phôi cái này vẫn là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon hàng cắm gốc. Đó. Thì cây này nó dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Đọt 2 ly, nặng là 207g. Đó. Phôi thì rất là đẹp đây. Đây, bát Fuji, phôi sẵn gân gút. Phen bóm. Đó. Phen Fuji, phen xít nhé. Cây này nó có thông số lô từ 20 đến 60g nha anh em. 20 đến 60g. Lai từ 1.5 BE đến BE số 3 nha anh em. Lai từ BE 1.5 BE số 3. Phôi rất là đẹp đây. Đó. Đây. Keo chỉ cũng còn rất là đẹp. Đó. Một cây hàng đã qua sử dụng nhưng tổng thể nhìn cũng rất ok nha mọi người, rất là ưng con mắt. Bù trong sẵn. Không phải là dạng hàng xây sát xuất sắc nhiều đâu. Đa phần những cần lên trên clip này thì sẽ là mấy cây tiễn thôi. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Chuẩn nha.
nó có cái màu tím nè, keo chỉ đi rất là đẹp. Đây thông số nữa mọi người, thông số gõ 10 xem. Đây, đây, đó. Genius. Rồi giá công khai cây sổ 5, giá là 1 triệu, giá là 2,3 triệu người, 2,3 triệu cộng ship cây số 5. Tiếp theo qua đây, và đây là cây số 6. Cây số 6 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng UFM. Đó, một cây nội địa nha mọi người. Một cây UFM. Cây này phôi nó thì quá xịn sò luôn, một cây nhít phôi rất là xịn nha mọi người. Đây, hãng UFM. Đó. Nhít cực kích phôi, cây này sẽ là phôi boron nha mọi người. Đó, phôi boron. Phôi này rất là xịn nhá, xịn hơn carbon đó. Thì cái này nặng là 1m89 nha mọi người, nặng là một cái này dài là 1m89, nặng là 208 g, lọt của nó sẽ là 2.9 nha mọi người. Đó. Thì cái này nó dít mát được 100 g nha mọi người, dít mát được 100 g, lai từ BE số 1 đến BE số 3 nhé. Tổng thể cần thì cái này nó rơi tầm khoảng 90-95% nhé, rất là đẹp. Và cái này nó còn túi zin theo cần luôn. Đó, bát tầm bát fuji, bát gòn luôn. Phen nó đây, phen ba chân nha mọi người, để ba chân rất là ok, bộ phen nhé, thôi nhé, rất là đẹp. Cái này anh em dứt biển, anh em câu ngâm, câu trên bè, trên ghe thì quá ok rồi, không cần phải bàn. Cây này thì phôi ok, phôi rất là xịn. Cây này thì túi zin theo cần nha mọi người, còn túi zin. Rồi giá công khai cây số 6, giá sẽ là 2,3 triệu luôn nha mọi người, 2,3 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 sẽ là mình bán dạng cái này bị lỗi mọi người, lỗi đầu bu, tí mình sẽ soi cho anh em xem kỹ. Đó, giờ dạng bán dạng thanh lý cái này. Thì đây một cây cần cắm gốc, một cây cắm gốc hàng của Daiwa nha mọi người, một cây cắm gốc Daiwa. Đây. Đây cái cản của nó còn bọc cái ni lông mọi người, chưa bóc ra luôn. Trên đây cũng vậy, chưa bóc miếng ni lông ở đây ra luôn. Đó. Thì cái này có chiều dài tổng thể là 2m4 nha mọi người, dài 2m4. Và cái này nó nặng là 280 g, đọt của nó sẽ là 2.4 L. Và cái này nó lua từ 14 đến 50 g, lai từ 12 đến 30 lb. Đó. Cái này anh em về câu lóc, câu nha thật là ok, xịn sò. Phen của nó là phen đề 3 là phen 40 nha mọi người. Đó, rất là bự nhá. Trước mấy nhiều anh em săn cái bộ phen lắm nè. Đó, phen đề 3 40 mà phen là phen chân đen nữa. Đó, rất là xịn. Phôi đây. Phôi sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người. Đó. Đây. Đẹp. Phen này 30 nè. Đó. Đây. Chỗ này nó ra ố vàng một tí chỗ này. Đó. Càng thì bán sao anh báo cho anh em vậy. Đây. Rất ok nha mọi người. Phen đẹp, phôi ok. Đây, nó ố vàng đây một tí nữa. Đây, cái này thì nó bị giục cái đầu bu ra nha anh em. Nó bị giục cái đầu bu ra. Đó. Thì cần thế nào thì mình sẽ báo cho anh em vậy. Tổng thể phôi tất cả phen còn lại ok hết. Đó, chỉ có cái đầu bu nó bị giục ra thôi. Vậy anh em chịu khó đi keo chỉ ra giúp mình nha. Đó. Càng quá ok, rất là xịn nha, bộ phen quá ngon lành. Rồi giá công khai cây số 7, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,400 k cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng mình gửi cho mọi người là một cây cần câu dít máy ngang, một cây cần câu dít máy ngang. Đó. Đây. Phôi vẫn là phôi carbon nha mọi người, phôi rất là dày nhé. Thì cái dít này nó dài sẽ là 2m1, đọt nó sẽ là 3 ly. Thì cái này nó nặng là 258 g nha mọi người, nặng 258 g. Và cái này nó dít từ 28 g đến 84 g. Và nó lai be từ be 0.8 đến be số 2 thôi nha anh em. Đó, một cái dít máy ngang. Phen là phen fuji ship, phen bóm. Phôi thì rất là chuẩn rồi. Đó, chuẩn chỉ, không có xây xác nhiều. Thì cây này một cây hàng của hãng Mamisa nha mọi người, Mamisa được sản xuất tại China. Đây Olympic Mamisa đây. Tem đầy đủ nhá, chứ không phải là hàng điểu hàng chợ gì đâu. Đây, phen là phen xít mọi người, phen xít.
đó. Đây, xít nha. Phôi thì rất là chuẩn rồi, đó. Không có xây sát nhiều, phen thì nguyên zin, keo chỉ nguyên zin hết luôn. Đó. Đây, buông nữa đây. Wow, ok luôn. Thì cây này cây cuối cùng, cây số 8 mình bán với giá là 1 triệu người, ở 1 triệu cộng ship cây số 8. Rồi, đó tổng cộng 8 cây cần gửi cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.